Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay ngày 29 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Tối qua, tại quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh với chủ đề Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Để chấn chỉnh tình trạng các phương tiện chở quá tải, cơi nới thành thùng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm soát tải trọng và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Thời tiết đã chuyển vào mùa hanh khô, hiện các địa phương trong tỉnh Bắc Giang chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023 với chủ đề Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh với gần 2.500 người tham gia thuộc 39 khối diễn thuộc các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng công nhân, doanh nhân, thanh niên và nhân dân các địa phương. Trong tiếng nhạc hùng tráng, các khối diễu hành biểu dương lực lượng đã thể hiện khí thế mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh đang không ngừng vươn lên phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực. Đi đầu là khối rước quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, biểu tượng của quốc gia, thể hiện niềm tự hào, ý chí khát vọng, sự vững mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam. Tiếp theo là lá cờ đỏ sao vàng, linh hồn của dân tộc Việt Nam. Cờ tổ quốc tung bay trong gió Hạ Long là niềm kiêu hãnh tự hào của vùng đất con người Quảng Ninh với toàn đảng, toàn dân, toàn quân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước Việt Nam phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc. Khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Quảng Ninh những tình cảm đặc biệt. Người đã 9 lần về thăm và nhiều lần gửi thư khen ngợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Sau đó là phần diễu hành của các khối, biểu tượng 60 năm thành lập tỉnh, tổ quân kỳ, các lực lượng vũ trang đã đoàn kết toàn dân tộc. Công nhân, nông dân, nhân sĩ, trí thức, mỗi lực lượng diễu hành trong lễ kỷ niệm đều thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân, sự vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Mỗi khối diễu hành đều là những hình ảnh đầy cảm xúc tự hào và xúc động trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân Quảng Ninh, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc được thắp sáng hơn bao giờ hết. Tiếp đó là tiết mục chống hội được dàn dựng công phu với hơn 600 người, với sự kết hợp nhuần nhuyễn phong phú của nghệ thuật chống hội, dân vũ, múa rồng, múa cờ và hát, thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc, lan tỏa không khí vui tươi phấn khởi chào mừng lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Diễn văn tại buổi lễ của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ: Cách đây 60 năm, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các địa phương, ngày 30 tháng 10 năm 1963, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra nghị quyết phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Đây là dấu mốc quan trọng đối với vùng đất được ví như một Việt Nam thu nhỏ, có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Sự kiện tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1963 là kết quả của một quá trình vận động lịch sử lâu dài cả về mặt hành chính và văn hóa, lãnh thổ và dân cư. Danh xưng Quảng Ninh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho mang ý nghĩa lớn lao về trọng trách, sứ mệnh, tầm nhìn cho một địa phương rộng lớn về lãnh thổ, thoáng mở về tư duy, hào sảng về tính cách, yên ổn cho vùng biên viễn, sẵn sàng giao lưu và tiếp biến tinh hoa văn hóa mọi vùng miền. Nằm trong dòng chảy mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, 60 năm danh xưng Quảng Ninh là một chặng đường phát triển trên tầm cao mới với 15 nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, có cả chiến tranh và hòa bình. Đồng chí nhấn mạnh, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, 60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt, nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Nhìn tổng thể, từ một tỉnh còn yếu kém, phải dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã vươn lên, trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm làm việc vào năm 2022. Những thành tựu đó không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung cho toàn Đảng và đất nước. Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt,
tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung vào những định hướng lớn như đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng trọng tâm vào chất lượng phát triển, chất lượng sống của người dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh, nhất là nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng chính quyền liêm chính hành động, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực và phẩm chất cán bộ công chức, củng cố khối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh bền vững với phát triển văn hóa con người, xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn, văn minh lành mạnh, đảm bảo mọi người dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được. Để xây dựng phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh hiện đại, là một trung tâm phát triển năng động toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Cùng với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi ý với tỉnh Quảng Ninh một số nội dung. Đó là thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, đề cao sự gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu, giữ gìn củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức viên chức trong hệ thống chính trị, không ngừng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, xứng đáng với truyền thống của vùng mỏ anh hùng. Thay mặt Đảng bộ chính quyền, toàn thể nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có sự lãnh đạo chỉ đạo, giúp đỡ và động viên quý giá để Quảng Ninh không ngừng phát huy truyền thống, vươn lên xây dựng tỉnh phát triển ngày càng vững mạnh. Đón nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình hành động để triển khai thực hiện, đưa Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh và hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Không chỉ riêng tại quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long, trong tối qua, nhân dân Quảng Ninh tại tất cả 13 huyện thị thành phố cũng đều mang theo sự phấn khởi, niềm hạnh phúc, tự hào, hòa chung không khí hướng về lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Ngay từ chiều tối, hàng nghìn người dân thành phố Cẩm Phả đã có mặt tại khu vực Trung tâm Văn hóa Thiếu nhi thành phố và quảng trường 12 tháng 11 là hai địa điểm thành phố Cẩm Phả lắp đặt hệ thống màn hình LED lớn, tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Mặc dù không có mặt trực tiếp tại quảng trường 30 tháng 10, nhưng không khí hào hùng trong ngày lễ trọng đại của tỉnh đã nhân lên những cảm xúc tự hào và xúc động cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Mặc dù là chúng tôi không được đến Hạ Long, nhưng mà lãnh đạo tỉnh cũng đã bố trí những cái điểm để cho người dân được đến chứng kiến cái kỷ niệm 60 năm của tỉnh nhà. Là một người con thì không sinh ra ở đất mỏ, nhưng được lớn lên và trưởng thành ở đất mỏ, thì mình rất là tự hào và xúc động. Vì với cái truyền thống kỷ luật đồng tâm của những người thợ mỏ đã xây dựng lên cái tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp. Đây là một cái buổi lễ mà có thể nói là người dân háo hức từ rất nhiều ngày nay, và ngày hôm nay là ngày được chứng kiến một buổi lễ đã toát lên được những hào khí của người dân Quảng Ninh trong 60 năm xây dựng và phát triển. Còn tại thị xã Quảng Yên, trong tối qua, dường như mọi nẻo đường đều đổ về sân vận động thị xã, nơi tiếp sóng trực tiếp lễ kỷ niệm. Mọi trái tim đều hướng về sự kiện lớn của tỉnh với niềm tự hào sâu sắc về một hành trình ngoạn mục của tỉnh Quảng Ninh 60 năm qua, khơi dậy tình yêu quê hương, sự gắn bó với mảnh đất, vùng mỏ anh hùng cho mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân. Tôi năm nay 66 tuổi và tôi được sinh ra và lớn lên tại vùng đất của Quảng Yên. Thì tôi cảm thấy là Quảng Ninh nói chung và Quảng Yên nói riêng là thay đổi từng ngày, mà thay đổi rất là nhanh chóng. Thì chúng tôi rất là tự hào.
để mỗi người dân đều được làm một phần của sự kiện trọng đại kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Các địa phương đều đã chủ động bố trí các màn hình LED cỡ lớn tiếp sóng trực tiếp phục vụ nhân dân. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời là sự khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vươn lên mạnh mẽ. Hòa chung không khí cùng với nhân dân, cùng với cả tỉnh chào đón một ngày kỷ niệm đáng nhớ nhất của tỉnh mình. Tôi nghĩ là một người con của Quảng Ninh thì tôi cảm thấy rất là tự hào và cảm ơn nơi tôi đã sinh ra. Và tôi nguyện cống hiến hết sức mình để có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào phần xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Con xem chương trình con thấy rất ấn tượng về Quảng Ninh. Con hứa sau này sẽ học thật giỏi để xây dựng Quảng Ninh thêm giàu đẹp ạ. 60 năm đã đi qua, trên chặng đường đi tới tương lai, niềm tự hào, tình yêu quê hương sẽ là hành trang mà mỗi người dân hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh vừa phát hành 3 ấn phẩm báo chí, sách ảnh đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh 60 năm qua và quảng bá thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh giàu bản sắc. Trong đó, ấn phẩm Quảng Ninh 60 năm phát triển cùng đất nước có hơn 100 bài báo phản ánh quá trình từ lịch sử từ khi thành lập tỉnh đến nay và những định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khát vọng xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Bức tranh toàn cảnh Quảng Ninh còn được tái hiện bằng hình ảnh sinh động, chân thực qua cuốn sách ảnh Quảng Ninh, thiên nhiên, con người, văn hóa. Thực tiễn sôi động của Quảng Ninh cũng được thể hiện qua những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quảng Ninh trong suốt 60 năm qua tại ấn phẩm Quảng Ninh, dấu ấn dưới góc nhìn báo chí. Các ấn phẩm được phát hành đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh là tư liệu quý giá của vùng mỏ anh hùng, cũng như những món quà ý nghĩa mà đội ngũ cán bộ, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh dành tặng độc giả nhân dịp sự kiện trọng đại này. Theo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, từ ngày 28 tháng 10 sẽ cấm các phương tiện tàu, thuyền, đò gắn máy hoạt động trong khu vực vùng nước vui chơi giải trí, làng chài cửa vạn. Quy định này nhằm tổ chức quản lý hoạt động vui chơi giải trí trên vịnh, đảm bảo an toàn cho hoạt động trải nghiệm của du khách trong khu vực này. Hiện đơn vị đã thông tin và đề nghị các tổ chức cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành, di chuyển các phương tiện tàu thuyền đang neo đậu ra khỏi khu vực làng chài cửa vạn trước thời gian quy định. Từ ngày 1 tháng 11, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long sẽ thả phao giới hạn để phân vùng và ngăn các phương tiện tàu thuyền, đò gắn máy đi vào khu vực hoạt động vui chơi, giải trí đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố hoạt động. Đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát, có biện pháp. Giải chạy học sinh sinh viên SJ 2023 dự kiến khai mạc vào ngày 12 tháng 11 năm 2023 tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng và tổ chức thi đấu xung quanh giải trung tâm thành phố. Theo đó, ở nội dung thi đấu thành tích cấp trung học cơ sở, cá nhân nam chạy 1,5 km, cá nhân nữ chạy 1,5 km. Cấp trung học phổ thông, cá nhân nam chạy 3 km, cá nhân nữ chạy 1,5 km. Cấp đại học cao đẳng, cá nhân nam chạy 3,0 km, cá nhân nữ chạy 1,5 km. Giải chạy sẽ có khoảng 3.500 học sinh, sinh viên tham gia thi đấu chính thức. Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên SJ 2023 nhằm mang đến sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên, phát triển toàn diện, góp phần cải thiện tầm vóc thanh niên Việt Nam, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất, hình thành phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho học sinh, sinh viên. Trong tháng 10 năm 2023, Việt Nam đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt. Với những nỗ lực vượt khó của toàn ngành trong thời gian qua, triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm. Căn cứ tình hình thực tế, vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lượt lên khoảng 12-13 triệu lượt nhằm tạo động lực mới, góp phần thúc đẩy, đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành du lịch hiệu quả, bền vững. Để chấn chỉnh tình trạng các phương tiện chở quá tải, cơi nới thành thùng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đội, trạm,
tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ, siết chặt việc quản lý, kiểm soát tải trọng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hàng ngày bình quân có gần 10.000 lượt xe ô tô lưu thông qua lại, chủ yếu là các loại xe khách, xe đầu kéo, xe tải trọng lớn chở hàng hóa. Thời gian qua, trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổ chức lập chốt kiểm tra tải trọng và tuần tra lưu động. Theo ghi nhận thực tế kiểm tra, nhiều phương tiện, tài xế container và xe khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp mắc lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Một số chủ xe, lái xe vi phạm chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe để chở thêm hàng hóa. Hành vi này không những vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và đặc biệt là trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn nói riêng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cải tạo và hoán cải phương tiện. Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra tải trọng được gần 100 lượt xe đầu kéo và xe tải, xử lý và nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm chở quá tải trọng, phạt tiền gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, yêu cầu các chủ phương tiện và lái xe cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện. Tôi là lái xe chở vật liệu xây dựng, thường xuyên đi trên tuyến quốc lộ 1A cũ này. Một ngày là mấy chuyến, nhưng mà chúng tôi là đã được các lực lượng chức năng tuyên truyền về cái việc tác hại của việc chở quá tải. Đó, anh em chúng tôi đã rất nắm được rất chắc cái quy định là chúng tôi thường xuyên là chở đảm bảo là đúng tải trọng và đi đảm bảo tốc độ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông. Thực tế cho thấy việc kiểm soát tải trọng phương tiện vẫn còn nhiều khó khăn, như lái xe trốn tránh khi gặp tổ công tác trên các tuyến đường nhánh để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, hay khi bị phát hiện không xuất trình giấy tờ để tổ công tác nhập số liệu cân tải trọng. Trong 10 tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng, quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt các mặt công tác. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các lái xe cũng như là chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn sẽ nâng cao được ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để góp phần vào bảo đảm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo số liệu thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 10 tháng năm nay, số vụ tai nạn giao thông đã tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Trong đó, đa số vụ tai nạn giao thông đều liên quan đến xe khách, xe tải, xe đầu kéo có tải trọng lớn lưu thông trên quốc lộ 1. Việc lực lượng cảnh sát giao thông triển khai kế hoạch là rất cần thiết, có phần chấn chỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm của lái xe. Hiện nay, thời tiết đã chuyển vào mùa hanh khô. Hiện các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã và đang chủ động triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ chặt chẽ, xem công tác phòng chống chữa cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách. Vì dập lửa, dao quắm, cào, máy thổi gió và nhiều vật dụng khác được các thành viên tổ xung kích bảo vệ rừng xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng chuẩn bị đầy đủ và thường xuyên kiểm đếm. Tổ có 17 thành viên chia làm 2 nhóm, có quy chế hoạt động và phối hợp với các tổ lân cận. Đây chính là lực lượng tại chỗ, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Các thành viên trong tổ thì đảm bảo về sức khỏe, nói chung là rất nhiệt tình, được đi tập huấn hạt kiểm lâm tỉnh với huyện triệu tập, thì nói chung là về kỹ thuật, về phòng công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi đều nắm chắc và hiểu rõ. Ngay khi có thông báo về cấp dự báo cháy rừng trong mùa khô năm nay, các chủ rừng cũng đã khẩn trương dọn thực bì, chăm sóc đường băng cản lửa, cùng nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy rừng. Cái đặc thù của rừng Yên Dũng là cái thực bì thì nó là rất nhiều những cái thực vật như là ràng ràng, những cây dễ cháy,
Thế nên thường xuyên chúng tôi làm rừng cũng thường xuyên kiểm tra rồi đôn đốc gia đình hoặc là vận động bà con cùng chung tay bảo vệ rừng mùa khô, dọn thực bì thường xuyên nên là tuyên truyền cho là các cháu học sinh hoặc là dân vào rừng bắt ong rồi khai thác cái lâm sản thì cũng nhắc nhở là không được mang lửa vào rừng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 7 vụ cháy rừng, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, gây thiệt hại trên 12,6 hectare rừng, tập trung ở các địa phương Yên Dũng, Việt Yên và Lục Ngạn. Hiện tại, cấp dự báo cháy rừng ở các địa phương trong tỉnh đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã đi tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cái công tác phòng cháy, tổ chức thi công các đường băng, các công trình phòng cháy, đường băng trắng, đường băng xanh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị các phương tiện, rồi cái dụng cụ phòng cháy để sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, canh gác lửa rừng, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng được các địa phương chú trọng triển khai. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.